một người mua hàng rất khả nghi. Mắt la mày lén, nhìn trước ngó sau. Anh xem hàng đi anh. Bên ngoài có sẵn một đồng bọn ngồi trên xe chờ, trong tư thế chuẩn bị phóng đi. Điều gì sẽ xảy ra? Anh xem hàng đi. Anh xem gì anh ơi? Anh bỏ khẩu trang ra. Em có bị bệnh truyền nhiễm nên anh đeo khẩu trang. Anh đang đau răng. Anh bỏ khẩu trang ra. Anh đeo khẩu trang nhà em, máy quay máy kiếp anh đeo khẩu trang, anh biết mặt anh như nào chẳng ấy như nào sao? Không đau răng. Đau răng bỏ ra, em có lên bệnh truyền nhiễm đâu. Anh không bỏ, em không lấy điện thoại đâu. Anh đeo khẩu trang, anh vào anh xem hàng, người ta biết anh là ai mà chưa xem hàng. Cho anh xem điện thoại hồng. Thế nào anh? Đấy. Có hồng gì không? Ừ. Đây là điện thoại tốt nhất của em nhá. Vừa rồi thực ra chỉ là một tình huống trong chương trình Camera Giấu Kín. Tình huống đặt ra dành cho những người bán hàng điện thoại nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội để xem khi mà bắt gặp một người khách hàng có biểu hiện gian lận, biểu hiện bất thường như là mắt la mày lém này, đeo khẩu trang, trong khi bên ngoài lại có một người đang đi xe máy chờ sẵn nữa. Khi không hiểu những người bán hàng sẽ phản ứng như thế nào và ứng xử ra sao? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tình huống để biết thêm chi tiết nhé. Xin mời quý vị. Chương trình có sự tham gia của diễn viên Đức Huân trong vai người mua điện thoại, Tiến Lâm trong vai đồng bọn, Phạm Hồng, Hồng Quang trong vai người mua hàng. Cửa hàng đầu tiên chúng tôi chọn nằm trên đường Trần Đăng Ninh. Diễn viên Hồng Quang và Phạm Hồng vào trước để bố trí máy quay. Viên Đức Huân xuất hiện với những biểu hiện rất khả nghi, mặt bịt kín và mắt nhìn láo liên, bắt đầu tiếp cận với người bán hàng. Anh có vỏ này không anh nhỉ? Có vâng. Ừ. Không có. Mình có iPad cũ được không anh? Có đây. Đây. Xem nào, xem cái này nào. Đây cũ đây đúng không? Anh cho em xem iPad cũ như nào. Anh ơi. Đầy đủ như vậy. Anh ở cho em xem iPad cũ này. Đây mới cũ đây. Ở đây có hệ thống camera giám sát an ninh rất chặt chẽ. Ba hai hai. Em là ba. Bao nhiêu ghi? Trên 60 ghi cũng tốt, 64 ghi cũng được. Hoặc 32 ghi cũng được, 32 ghi cũng được. Lâm ơi, có 32 không có 64 đâu. Có 32 không có 64 đâu. Ngay khi nhìn thấy biểu hiện khả nghi của khách, anh chủ cửa hàng đã rất cẩn trọng bắt diễn viên ngồi xuống mới đưa hàng cho xem. 9 triệu. 9 triệu hả? Xem có hình nào. Vô đây xem. Đây Lâm ơi. Thì lúc ấy lắp sim khác tùy. Chưa có sim anh? Có sim rồi. Cái này thì lại phải cái trọng. Này chưa có sim đúng không anh? Chưa. Anh có cái sim Viettel nào thì lắp hộ em để em còn test thử. Này 9 triệu đây anh. 9 triệu cơ Lâm ạ. Không có nào 7 triệu đâu, 9 triệu, 7 triệu, 7 triệu đâu anh. Cho em xem lại cái này. Xem lại cái này. Hãy nhìn hai nhân viên kìa. Các anh ấy lặng lẽ chạy ra canh gác. Thế này thì tên trộm còn lâu mới thực hiện được ý đồ của mình. Một người ngồi ngoài cửa, một người ngồi ngoài xe. Điều đó cho thấy họ rất có kinh nghiệm trong việc đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong cửa hàng. Sự cẩn trọng của họ đã khiến cho những kẻ có ý định lừa đảo không thể thực hiện hành vi của mình. Đó là việc làm cần thiết và đúng đắn trong hoàn cảnh này.
mật khẩu mày là gì? 27 ạ. Bối cảnh được di chuyển sang con phố Nguyễn Khánh Toàn. Lần này là một cửa hàng khá lớn. Ở đây có bố trí sẵn bảo vệ, nhân viên cửa hàng cũng rất đông. Ý định mang điện thoại ra khỏi cửa hàng của diễn viên đã thất bại hoàn toàn, bởi lẽ mọi người ở đây có tinh thần cảnh giác rất cao. Anh nhân viên này đã đứng canh chừng ngay ở cửa, trong khi bác bảo vệ thì không rời cửa ra một bước. Em bảo cấu hình máy rồi, em bảo chưa hiện tại đang buông máy rồi, chưa buông máy, máy mới. Yếu tố an toàn nên được đẩy mạnh và nâng chưa cao như ở đây, có như vậy mới không bị mất cắp hàng hóa. Còn với cửa hàng điện thoại này thì sao? Mình có iPhone cũ rồi chị. Trong xem iPhone 3 này đúng không? 3S hay thường ấy. Xem. Bao nhiêu ghi chị? 10. Chị ấy không cảnh giác chút nào. Cầm cao em S hay thường? Có iPhone 4 không chị? Có em không chị? Thường. À, 3S, 3S thì được. Bao nhiêu ghi chị? 5 ơi! 3S 16 ghi. Có này được không? Mặc dù chạy rất nhanh, nhưng nếu là tình huống trên thực tế thì chắc chắn chị đã để mất chiếc điện thoại mất rồi. Thật là đáng tiếc. Có iPhone 3 cũ nào anh? Tiếp tục di chuyển sang con phố Xuân Thủy, cửa hàng điện thoại này khá vắng vẻ. Bao nhiêu ghi đây anh? Đường dạ? Em ở đâu rồi? Có 16 ghi không? 16 ghi có. Ad đấy, cho xem 16. Đúng không, anh mua thêm ở đời đầu thì nó có. Cái bóng này nhớ ngoài nó bán. 16 ghi con này là bao nhiêu anh? Bán ở đấy 50 nghìn. Anh ơi, con này là bao nhiêu anh? Con này là 2 triệu 150. Bao nhiêu? 2 triệu 150. Anh ấy có vẻ không đề phòng với diễn viên của chúng tôi. Mang điện thoại ra tận ngoài đường thế kia mà anh ấy vẫn không cảnh giác. Thật là chủ quan quá. Ồ, anh ấy nhảy qua cửa kính để chặn kẻ gian lại. May quá chưa mất hàng. Nhưng rõ ràng đây là một trong số những cửa hàng bất cần, có thể bị mất cắp bất cứ lúc nào. Cửa hàng của bạn có thể có bảo vệ hay có gắn camera theo dõi. Nhưng điều quan trọng vẫn là khi bán hàng cần có sự cảnh giác cao độ. Nhà em từng mất điện thoại rồi nên cảm thấy rất là lo lắng ạ. Đầu tiên là mình nhìn qua cái cách người ta hỏi ấy. Có thể là người ta vào người ta hỏi một cái sản phẩm nào, người ta lại xoay sang một cái hướng khác, nghĩa là xoay sang rất là nhiều hướng để cho là cái người làm dịch vụ ấy, người ta mất phương hướng đi. Xong bắt đầu khi mà có một cái điều kiện nào đó nhất định thì chắc chắn là cái người khách hàng của mình nó sẽ hành động một cái hình hành động, có thể là cầm máy để chạy hoặc là cướp giật, bởi vì bên mình cũng đã một số trường hợp cũng đã bị như thế rồi. Những cái trường hợp này em đã gặp rồi, có thể là khách khi đi ra ngoài có thể khách nhảy lên xe đi bất cứ lúc nào nên phải ra ngoài ngay. Khi thấy khách mua hàng có dấu hiệu bất thường như bịt mặt, mắt láo liên ngó trước nhìn sau, hỏi hết thứ này sang thứ nọ. Bên ngoài có người ngồi trên xe máy chờ sẵn, mọi người cần phải cẩn trọng. Yêu cầu khách hàng bỏ bịt mặt ra,
yêu cầu ngồi xuống xe máy hoặc không được mang máy ra ngoài. Bán hàng mình cần có 2 người ạ, dạ. Người đứng ở. Thế mà khách không cảm thấy có nghi ngờ thì mình sẽ đóng cửa vào ạ. Mình sẽ không đưa máy cho bạn ấy cầm ngay lúc đầu, mà mình sẽ phải chuyển vào trong này để mình đưa trực tiếp cho bạn ấy. Dạ. Hoặc là có thể bảo bạn ấy ngồi một vị trí nào đấy để mình. Và hai cậu này rất là để ý, hai cậu này đã đề phòng ra ngoài. Cậu nhìn xem là nếu mà có một cái hành động gì hơi khác thường thì bọn mình sẽ hành động. Để đảm bảo an toàn thì mình phải nên có một là trong camera an ninh này, rồi là các cái tình huống ví dụ bảo vệ. Ví dụ thấy có một hiện tượng lạ cái là bọn mình sẽ phải thay đổi cái, một là người sẽ đứng ra ngoài để ý để xem cái khách hàng của mình có cái gì động thái gì khác lạ không, nếu mà có thì bọn mình sẽ xử lý. Chú ý là nhìn mặt, nhìn cái thái độ của họ để mình ứng xử theo những cái trường hợp như vậy thôi. Khi nãy, diễn viên Đức Huân mang hàng ra cho đồng bọn một cách rất chậm rãi và nhân viên bán hàng nhảy qua cửa kính đuổi kịp. Nhưng thử tính theo tốc độ thực tế, xem chuyện gì xảy ra nhé. 3, 2, 1, chạy! Ồ, chuyện gì xảy ra thì quý vị và các bạn đã biết rồi đấy. Vâng ạ. Thực tế nếu mà vừa rồi là một tình huống thật trong cuộc sống thì thực ra là Tịnh sẽ mất điện thoại, nó không được chạy nhanh được bằng xe máy nữa cơ. Vâng ạ. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là thực tế là những cái cửa hàng bán điện thoại như thế này chúng ta nên chuẩn bị kỹ hơn để phương án bảo vệ bạn ạ. Bạn nhá. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng thông qua tình huống ngày hôm nay của camera giấu kín thì tất cả các cửa hàng, cửa hiệu trên ở ngoài mặt đường ấy hãy luôn luôn cẩn thận và phòng chống kẻ gian để chúng không có cơ hội để thực hiện hành vi xấu của mình. Còn bây giờ thời lượng chương trình đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau của camera giấu kín. Mới cũng sắp đến, em chúc khán giả an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, dạ. Nhiều may mắn trong năm mới ạ. Chúc khán giả truyền hình năm mới an khang hạnh phúc ạ. Sang năm mới thì mình mong tất cả mọi người hãy đề phòng với tất cả mọi tệ nạn, nhất là những cái tệ nạn xấu.